Luôn. Làm mặt ngăn kéo, mặt cánh tủ. Vách thì làm đưa ra to 25. Đúng rồi. Giờ phải chạy cả con mũi 25. Nhìn đẹp lắm, Nguyễn Tất Diện ạ. Xong. Đây đi Đức. Đẹp không? Đẹp chưa? Đi. Chưa có nào thu tiền cả. Không có cái nào rút tiền đâu. Hai. Anh điện thoại là bao nhiêu rồi? Đấy. Nét này nè. Upgrade đấy. Chạy bằng máy nesting S8 đấy. À.
sắc lẹm. Đẹp quá Đức ạ. Cho anh cái đầu thổi ra đây Đức ơi. Bén nhờ. Đâu cái chất này nó giống kiểu đấy, kiểu sợi tre ấy, nứa lá ấy không? Có răm. Rồi, ok.